cả nhà, chào ngày mới. Wow, nó đi sòng bài nữa hả? Sao mà suốt ngày nó đi sòng bài hoài vậy? Biết sao mọi người, mẹ quà đó. Biết tại sao nó đi sòng bài không? Để nó đi kiếm mẹ quà. Mẹ quà bây giờ là coi như là lén lén nô với Dan. Đây là các bà này nè, bà già cú đế luôn mà các bà ngồi nè. Tội chưa, thương phía binh nè. Kế bên là một cái thương phía binh khác. Đó, giờ trở lại vấn đề chính nè. Tại sao nó lại đi sòng bài hoài vậy? Lý do vì sao mà cứ đi sòng bài hoài? Đơn giản thôi là tại vì nô phải đi kiếm mẹ quà. Đây là mẹ quà. Mẹ quà là lén lén nô với Dan. Coi nô với Dan không có ở nhà là mẹ quà trốn vô đây. Dan đâu mẹ? Mẹ quà là lén lén nô với Dan để mà mẹ quà trốn ở đây này. Đó 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 đó, thấy chưa, thấy chưa? Giống như là cá gặp nước vậy mọi người. Thấy cá gặp nước rồi mọi người. Đó, coi như bỏ nhà đi bụi là bữa giờ là đi mấy ngày mà không về luôn. Cho nên nô với Dan phải vô sòng bài để kiếm mẹ quà. Ghê thiệt. Video này là nô quay mới nhất ngày hôm nay luôn nha. Ngày mấy mà? 21 tới tháng 11 năm 2019. Nô hôm nay mới 21 à. Ngày thứ 5 mọi người. Mr. Dan đâu rồi? Khu vực này là khu vực buffet mọi người ơi. Khu vực này là khu vực buffet của sòng bài. Sòng bài đang sửa chữa. Yeah. Nô với Dan đang ở Mogongo Casino. Cách nhà Nô lái xe tới đây có 1 tiếng rưỡi thôi mọi người. Chỉ cần 1 tiếng rưỡi thôi là có thể đi đánh bài được rồi. Ở đây là khu vực nhà hàng. Keep moving baby. Có phở á, mẹ nghe mùi phở hôm đó. Thấy cái đó là phở đó, Việt Nam á. Có phở á mọi người. Ở đâu có sòng bài là ở đó có Việt Nam và Trung Quốc. Vừa ngồi ăn vừa có thể cá độ. Cái bóng này là bóng bầu dục quá. Sao mà mẹ quà đi đánh bài mấy ngày rồi ăn hay thua? Nói coi, nghe coi. Hả? Xây qua đây. Xây qua đây khai thiệt coi. Bỏ nhà, bỏ con, bỏ cháu. Trời ơi. Thiệt tình luôn. Coi là coi đi rồi đó. Mặc đúng một bộ đồ thôi mọi người. Đi mặc đúng một bộ đồ trên người với một cái bóp thôi. Xong rồi bỏ nhà, bỏ cửa mà đi sòng bài. Thiệt tình. Quá trời quá đất rồi. Hả? Có xíu nữa. What happened, baby? It's a cafe. Oh, but how much is the cello restaurant? How much is it? Yeah. À, cái này là khu vực nhà hàng. Ăn ở thanh đi bên nó lại mà. 28 tây. It's a really fancy restaurant. Oh, really? Yeah. You don't want buffet? Yeah, so much. Oh, but that's the buffet is 38 if you gotta have a player's card. I think you had one, and then it's 33. And then there's like the cafe over there by the pool crowd. Yeah. Did you see that one? Yeah. Thank you. Yeah. Oh, mình đâu có ăn nhiều đâu mọi người, mình đi ăn chơi chơi. Okay, just eat this one. Okay. Mình ăn chơi chơi thôi, cho nên là ở đây ăn đi mọi người. Yeah. Mẹ, có món, có tiếng Việt nữa nè. Menu tiếng Việt nè, ghê chưa?
quá ghê luôn. Mọi người thấy menu tiếng Việt thấy không? Bữa giờ là ăn ở trong này ăn gì hả? Vô đây đánh bài xong rồi ăn à, ăn món gì nói nghe. Bữa giờ đi mấy ngày rồi đó, nó mặt à. Đi qua đây cười. Ơ đây là con nghiện đây mọi người, con nghiện sòng bài nha mọi người. Ok, bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui nha. Bye bye.